Hiện tượng này là không phải hiếm gặp khi trong một nghiên cứu được tiến hành bởi trung tâm EduCourse với hơn 36.950 các bạn sinh viên đến từ 127 trường đại học ở Mỹ đã chỉ ra rằng có 73% các bạn sinh viên nhắn tin vào các thiết bị điện tử hàng ngày, 90% sử dụng các trang mạng xã hội và 87-92% số sinh viên này dành ra hơn 1 tiếng 40 phút mỗi ngày để sử dụng Facebook. Ngoài ra thì một số những nghiên cứu khác của các giáo sư như là Jun Cole, Byrne hay là Lord Henry còn cho biết là các bạn sinh viên đại học gửi trung bình 97 tin nhắn một ngày và 53% trong số đó được nhắn ở trong lớp hay là trong các giờ tự học. Và những hoạt động này sẽ làm cho các bạn rất khó tập trung bởi vì sách vở thường không thú vị bằng Facebook hay là YouTube. Hiện tượng này thì được các nhà khoa học gọi là multitasking hay là làm nhiều việc cùng một lúc. Một số bạn cho rằng là việc thực hiện từ 2 cho đến 3 công việc cùng một lúc không những giúp nâng cao năng suất mà còn làm cho các bạn tập trung hơn bởi vì khối lượng công việc thường rất lớn. Điều này là hoàn toàn có lý nếu như các bạn so sánh về mặt con số thì 2 đúng là lớn hơn 1. Nhưng mà đứng trên phương diện khoa học, cụ thể là khoa học về não bộ thì điều này là không khả thi nếu như các bạn muốn làm tốt từ 2 đến 3 công việc cùng một lúc. Vì khi các bạn học thì sự tập trung là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cho quá trình xử lý thông tin. Và theo tiến sĩ Ponsner, nếu chỉ làm duy nhất một việc thì sự tập trung sẽ được định hướng vô cùng hiệu quả, ít bị xáo trộn bởi những hoạt động khác và lượng thông tin thu thập được thường là rất đầy đủ. Có khi các bạn cho thêm từ 1 cho đến 2 tác vụ nữa vào để giúp làm nâng cao năng suất thì sự tập trung sẽ bị phân tán, quá trình xử lý thông tin bị gián đoạn và chất lượng cũng như số lượng thông tin thu thập được sẽ bị giảm sút. Chính vì thế mà các bạn sẽ mắc rất nhiều lỗi hoặc là có nhiều lỗ hổng kiến thức sau khi multitasking. Và điều này sẽ xảy ra rất thường xuyên nếu như các bạn đổi qua đổi lại giữa hoạt động học tập và các hoạt động ngoài lề, bởi vì bây giờ những hoạt động này sẽ phải cạnh tranh với nhau để giành lấy nguồn năng lượng tập trung vô cùng quý giá ở trong đầu bạn. Và để có thể giảm thiểu được hiện tượng multitasking trong quá trình học hay là trong các hoạt động cuộc sống thì các bạn có thể áp dụng một trong 4 tips sau. Thứ nhất là sắp xếp là tổ chức những công việc hàng ngày của các bạn theo mức độ khẩn cấp và cấp độ quan trọng. Hãy tập trung vào những công việc có cấp độ quan trọng và khẩn cấp cao, ví dụ như những bài kiểm tra hay là những bài tập đến hạn. Dành nhiều thời gian hơn cho những công việc quan trọng nhưng mà mức độ khẩn cấp thấp, ví dụ như là những bài kiểm tra chưa đến hạn hoặc là những bài tập mà tuần sau mới nộp. Và cố gắng tránh xa những hoạt động không khẩn cấp cũng như không quan trọng như lướt web, Facebook hay là YouTube. Thứ hai là để sắp xếp hay là ghi nhớ công việc một cách hiệu quả hơn thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng sự hỗ trợ của các app to-do list hay là những app để thiết kế những danh sách công việc hàng ngày, ví dụ như là Todoist, Wunderlist hay là AnyDo. Những app này là hoàn toàn miễn phí ở trên Android và iOS. Và trong 3 app thì mình đánh giá cao nhất là giao diện của Todoist, từ cách bố trí các tabs, màu sắc cho đến sự thân thiện với người dùng khi các bạn có thể xem lại thành tích của bản thân mình trong completed tasks. Nhưng hầu hết những thứ hay ho ở trong Todoist và AnyDo đều bắt các bạn trả thêm một khoản phí để có thể sử dụng hàng tháng. Chính vì thế mà sự lựa chọn của mình luôn nghiêng về phía Wunderlist, không chỉ bởi sự đơn giản trong cách sử dụng, sự thân thiện trong giao diện mà còn là sự hào phóng của nhà phát triển khi sẵn sàng free hầu hết những tính năng mà hai app còn lại bắt trả phí. Ngoài việc đặt lịch, báo thức và các công việc đi kèm, Wunderlist còn cho các bạn khả năng chèn chú thích hay là các file cần thiết cho công việc hàng ngày. Và các bạn cũng có thể tạo ra những list công việc riêng cho từng môn học hoặc là từng hoạt động như là mua sắm, picnic hay là học toán, học lý, học hóa để dễ dàng kiểm soát hơn. Điểm thú vị nhất ở những app to-do list là cảm giác thỏa mãn nho nhỏ khi các bạn nhấp vào dấu tích để đánh dấu cho sự hoàn thành những công việc mà mình đề ra. Nhờ đó mà các bạn sẽ ít bị stress cũng như có thêm thời gian để dành cho những công việc ngoài lề. Thứ ba là các bạn nên loại bỏ những nhân tố gây sao nhãng bằng cách là đặt một tờ giấy ở bên cạnh bàn học và viết ra tất cả những nhân tố làm cho bạn mất tập trung, từ đó để có thể loại bỏ từng thứ một. Và cách cuối cùng cũng là cách mà mình hay sử dụng nhất, đó là dùng chính những hoạt động gây sao nhãng như là chơi game, lướt web hay là YouTube để làm phần thưởng cho một ngày lao động hay là học tập vất vả. Nhưng mà điều kiện đi kèm là mình phải hoàn thành ít nhất là 2/3 khối lượng công việc mà mình đề ra trong Wunderlist. Điều này thì không chỉ giúp các bạn có thêm động lực mà còn giảm thiểu được những nhân tố gây sao nhãng, từ đó giúp các bạn nâng cao năng suất và tính hiệu quả trong quá trình học tập. Nhưng điều quan trọng nhất là các bạn phải thực sự nghiêm khắc với bản thân mình và luôn phải sử dụng ý chí để tránh bị những hoạt động bên lề gây dụ dỗ. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích thì đừng quên like, subscribe và comment ở phía dưới. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Mình là Minh và đây là Georgia Brain. À quên, hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.